xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình iShop LS TV và người giới thiệu dòng sản phẩm dược thảo thiên nhiên đến với quý khán thính giả ở đây ngày hôm nay là chị Bảo Thi. Nina xin kính chào chị Bảo Thi. Bảo Thi xin kính chào Nina. Bảo Thi xin kính chào quý vị khán giả của iShop LS TV. Và dòng sản phẩm mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay đó là Thaiko Fukoidan. Mà nói đến Fukoidan thì quý vị thấy là chúng ta đã từ nhất là thời gian gần đây đã biết Fukoidan là một trong những dược phẩm thiên nhiên mà rất là tuyệt vời do thiên nhiên gửi tặng. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại Fukoidan nhưng Bảo Thi vẫn chọn Thaiko Fukoidan. Tại vì cái sản phẩm này mới ra thị trường cho nên ở trong Bảo Thi đọc cái ingredient ở trong đó thì Bảo Thi nó thấy rất là tốt, bởi vì trong đây nó có hai loại chất trong biển mà người ta chọn ra ở ngay tỉnh Okinawa để mà đem đến cho chúng ta. Thì ngoài cái hai chất trong biển này thì trong cái Thaiko Fukoidan này nó có thêm cái loại nấm Ariragus, là cái loại nấm cũng đặc biệt để trị ung thư, rồi thêm đông trùng hạ thảo nữa. Thì mỗi viên như vậy chúng ta có 380 mg cái chất Fukoidan. Khi mà Nina cầm sản phẩm Thaiko Fukoidan thì cái điểm đặc biệt đầu tiên là Nina thấy là được sản xuất tại Nhật Bản và gồm những cái rong biển mà chị Bảo Thi vừa gửi đến cho quý vị, như là hai loại rong biển Mozuku và Mekabu. Nhưng đặc biệt cái loại rong biển Mozuku được phát hiện ở vùng đảo Okinawa là có chứa cái lượng chất Fukoidan gấp 5 lần so với những cái loại Mozuku tảo biển ở những nơi khác. Và loại nấm Agaricus là một trong những loại nấm rất là nổi tiếng ở Brazil, chữa bệnh được ung thư gan. Quý vị có thể lên Google để mà tìm hiểu thêm về những dược chất này. Và được biết rằng là đây mình không phải nói là hợp thuốc phải không chị? Yeah. Mà người Nhật họ coi đây là một trong những cái thức ăn hàng ngày để mà bảo vệ sức khỏe cho họ. Bởi vì như vậy nên thành ra là những cư dân ở Okinawa, Nhật Bản là một trong những nơi có tuổi thọ sống cao nhất. Thì chắc đây là một trong những cái quà tặng mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển Okinawa, cũng giống như là ban tặng cho chúng ta, nên tại sao chúng ta lại không mua ngay cho mình một hộp Thaiko Fukoidan. Bên cạnh đó là còn có đông trùng hạ thảo nữa, 10 mg đông trùng hạ thảo. Và rong biển cũng như nấm thì tổng cộng 370 380 mg, tổng cộng là 380 hả chị? Và dược, một lần nữa chị có thể chị lặp lại cái dược tính của Thaiko Fukoidan. Thaiko Fukoidan thì nó giúp cho chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cho những người bị ung thư đó thì có cái sức đề kháng chống lại cái bệnh ung thư, giúp cho những người mà không có bệnh ung thư như chúng ta thêm cái sức khỏe để chúng ta làm việc hàng ngày cho khỏe và chống được các thứ bệnh khác ngoài các bệnh ung thư ra. Hãy liên lạc với iShop LS TV ở số điện thoại 866-328-3434. Cảm ơn lần giới thiệu của chị Bảo Thi đến với quý khán giả của đài. Cảm ơn Nina, cảm ơn quý khán giả đã chăm chú nghe chúng tôi ngày hôm nay. Thaiko Fukoidan kết hợp những dược thảo tinh túy nhất của thiên nhiên và đất trời. Fukoidan chiết xuất từ tảo Mekabu và Mozuku của vùng biển Okinawa, Nhật Bản. Nấm Agaricus nổi tiếng phòng chống ung thư hiệu quả. Đông trùng hạ thảo quý hiếm trên thế giới. Thaiko Fukoidan giúp giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị ung thư một cách nhanh chóng, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, tăng cường chức năng gan, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, điều tiết sự lưu thông đường ruột, ngăn ngừa quá trình lão hóa và đặc biệt thích hợp cho người ăn chay. Mọi chi tiết xin liên lạc iShop LS TV 866-328-3434.